Quý vị và các bạn đang theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Bái. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong các vấn đề hiện nay của thế giới, vấn đề cấp bách là cần kiểm soát đại dịch COVID-19 thông qua hợp tác quốc tế, nhất là ưu tiên cung cấp vaccine cho những nước có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Thông tin trên báo VOV số ra hôm nay. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá cùng các đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm và lễ luật quốc tế làm nền tảng để cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu phức tạp như chiến tranh, xung đột, tranh chấp tài nguyên, biến đổi khí hậu và đặc biệt là khi đại dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh và phát triển trên toàn thế giới. Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Để sớm đẩy lùi Covid-19 cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, tạo điều kiện để các nước phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vaccine. Sau thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ thực hiện chỉ thị 16 sang thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay lập tức, phố phường thủ đô đã đông đúc trở lại. Đặc biệt, ngay trong đêm 21 tháng 9, tức 15 tháng 8 âm lịch, nhiều tuyến phố của Hà Nội chật như nêm cối bởi từng đoàn người và phương tiện sàn sát nối dài đổ ra đường vui Tết Trung Thu. Có tình trạng trên bởi sau 2 tháng gắn mình với từng căn phòng, ngôi nhà, khu phố thực hiện quy định phòng chống dịch. Khi được nới lỏng một số biện pháp, nhất là việc bỏ giấy đi đường, không ít người dân Hà Nội có tâm lý xả ga nhằm thỏa mãn nhu cầu đi lại, mua sắm, giao tiếp, vốn bị kìm nén trong những ngày dài giãn cách. Để giữ cho Hà Nội an toàn trước đại dịch Covid-19, rất cần sự quyết tâm chung tay góp sức của toàn xã hội. Vẫn biết việc đi lại, giao tiếp, mưu sinh luôn là nhu cầu cấp thiết và chính đáng, Song song với thời điểm hiện nay, mỗi người dân cần có sự tiết chế khi thực hiện các nhu cầu đó, chỉ nên ra đường khi thực sự cần thiết, tự giác chấp hành quy định 5K và tuân thủ nghiêm tác các quy định phòng chống dịch. Cùng với động viên khơi dậy ý thức tự giác của mỗi người dân, cần đến sự giáo dục quản lý của các thành viên từ mỗi gia đình, duy trì chấp hành quy định từ các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền. Đừng chủ quan thỏa mãn lơ là hay buông lỏng mất cảnh giác trước đại dịch COVID-19, nếu không những ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt sẽ trở lại bất cứ lúc nào thậm chí là xã hội phải gánh hậu quả xấu không mong muốn. Hình ảnh dòng người nườm nượp đổ lên các khu phố trung tâm Hà Nội chơi Tết Trung thu tối 21 tháng 9 khiến nhiều người giật mình lo lắng, trước cảnh phố xá chen chúc hàng nghìn người trong đó có cả trẻ em được phụ huynh đưa đi chơi, như vậy là không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, thể hiện sự chủ quan coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Sự chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19 của người dân và một số cơ quan quản lý khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát thành quả chống dịch trong thời gian qua của toàn thành phố và nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường đang đứng trước thách thức rất lớn. Bộ Y tế quy định muốn trở về bình thường mới, phải trên 70% dân số được tiêm một mũi và trên 20% mũi hai. Các chuyên gia đánh giá dịch bệnh tại Hà Nội vẫn lai dai, không thể hết F0 dù đã xét nghiệm diện rộng. Số ca COVID-19 mới mắc hàng ngày ở Hà Nội không nhiều nhưng vẫn xuất hiện các chùm ca bệnh ổ dịch mới. Nếu chủ quan lơ là phòng chống, cái giá phải trả là rất đắt tất cả đều mong cuộc sống sớm trở lại bình thường, trẻ em được đến trường thay vì học trực tuyến triền miên, doanh nghiệp hoạt động trở lại, nền kinh tế phục hồi và để đón những cái Tết thật sự trọn vẹn niềm vui hạnh phúc theo cách bình thường như truyền thống vốn có thì không thể có chỗ cho thái độ chủ quan trước dịch bệnh. Đánh giá chính phủ đã đưa ra quyết sách khó khăn nhưng hợp lẽ khi chuyển chiến lược sang sống chung với dịch. Đại biểu quốc hội tiến sĩ Vũ Tiến Lộc chủ tịch. Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng, chính phủ cần chỉ đạo có các biện pháp nới lỏng giãn cách bởi đó chính là cỗ máy trợ thở lớn nhất của doanh nghiệp. Theo ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, điều then chốt lúc này là phải điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, cởi mở hơn các quy định của chính phủ, của ngành y tế đối với việc phòng chống dịch bệnh. Các biện pháp quá chặt chẽ và gắt gao chỉ thích hợp khi dịch bệnh đang ở giai đoạn bùng phát mạnh mẽ. Còn giai đoạn hiện nay thì khi đã kiềm chế được dịch bệnh và đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine thì có thể cởi mở hơn Thủ tướng đã nêu một ví dụ điển hình. Tại sao chỉ một xã có F0 mà phải đóng cửa cả huyện? Tại sao chỉ một người đau mà bắt cả làng uống thuốc? Nhấn mạnh các ưu tiên cần thiết để thực hiện mục tiêu kép, ông Vũ Tiến Lộc đề nghị cần tái cấu trúc lại Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, bổ sung các lực lượng kinh tế và Ban Chỉ đạo để giải quyết quyết sách của chúng ta ở cấp cao nhất, đều được cân bằng, thấu đáo ở cả hai khía cạnh y tế và kinh tế, thậm chí cả y tế, kinh tế và xã hội để đảm bảo chống dịch bền vững quốc hội chính phủ nên bổ sung một số giải pháp khác nữa để cứu doanh nghiệp ví dụ nên giảm thuế giá trị gia tăng trên diện rộng giảm tiền thuê đất giảm phí công đoàn giảm giá điện bổ sung gói hỗ trợ lãi suất của ngân sách để giúp các ngân hàng giảm lãi suất cho vay chứ không chỉ phó mặc nỗ lực hạ lãi suất của chính bản thân các ngân hàng Thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành cho hay, trong tháng 8 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc giảm 9,2% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp dệt may trong nước đang đối mặt với thực trạng thiếu đơn hàng cho sản xuất trong cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp dệt may công bố mới đây cho thấy doanh thu của các doanh nghiệp dệt may đã sụt giảm đáng kể sau nhiều tháng liên tiếp phải áp dụng giãn cách xã hội. Nguyên doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh là tình hình dịch bệnh phức tạp, đơn vị thực hiện làm việc giãn cách nên năng suất lao động ngành may không đạt kế hoạch. Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong những tháng cuối năm 2021, ngành dệt may tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do dịch COVID-19 đang ở phức tạp một số khu vực Việt Nam. Điều này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng do các công ty không thể vận chuyển nguyên liệu và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng. Điều mà các doanh nghiệp diệt may lo ngại chính là giãn cách kéo dài trong khi chưa thể mở cửa sản xuất khách hàng không thể chờ đợi và dục dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia khác. Dù Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo quán triệt về việc lưu thông hàng hóa, nhưng không ít địa phương vẫn viện lý do an toàn phòng chống dịch, đặt ra các quy định gây khó cho người dân và doanh nghiệp. Hôm 21 tháng 9, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải ra soát, yêu cầu bãi bỏ các văn bản của địa phương trái với quy định của Chính phủ và Thủ tướng về lưu thông hàng hóa. Các địa phương không được ban hành các giấy phép con. Chỉ riêng đợt dịch thứ tư này, đây là lần thứ ba Thủ tướng chỉ thị cho ngành giao thông vận tải và các địa phương phải đảm bảo cho hàng hóa được lưu thông thông suốt trên toàn quốc. Thế nhưng không ít địa phương, viện lý do an toàn phòng dịch mà đặt ra các quy định gây khó cho người dân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, vận tải hàng hóa đường bộ đến nay cơ bản thông suốt. Hai tuần qua không thấy doanh nghiệp tài xế phản ánh với Hiệp hội những khó khăn vướng mắc như địa phương ra thêm những quy định trái với chỉ đạo của chính phủ Thời gian qua một số địa phương yêu cầu tài xế xét nghiệm nhiều lần, thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận xét nghiệm ngắn hơn quy định của Bộ Y tế thì Bộ Y tế cần có ý kiến để các địa phương thực hiện thống nhất tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa. Do áp dụng các chỉ thị phòng chống dịch, hoạt động vận tải không tránh khỏi những khó khăn bất cập, khi dịch bệnh nhiều nơi đã được kiểm soát tốt hơn, các doanh nghiệp vận tải mong muốn nhanh chóng có phương án đồng bộ giúp khơi thông đi lại giữa các địa phương. Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp vận tải đều phấn khởi chuẩn bị cho việc trở lại các con đường. Tuy nhiên, sau thời gian dài giãn cách xã hội, không ít lái xe đã tìm sinh kế khác, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu tài xế trầm trọng. Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 1,3 đến 1,5 triệu lái xe ô tô kinh doanh vận tải, trong đó có hơn 400.000 lái xe vận chuyển hành khách và hơn 1 triệu lái xe vận chuyển hàng hóa các loại. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo Tổng cục, các cục chuyên ngành xây dựng kịch bản vận tải cụ thể khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, kịch bản vận tải sẽ có tính kết nối giữa các phương thức và có những nguyên tắc nhất định đảm bảo việc đi lại chống ùn tắc thuận lợi cho người dân. Mặc dù có nhiều tín hiệu khởi sắc, phần lớn các doanh nghiệp vận tải vẫn nửa mừng nửa lo, đặc biệt khi nhiều địa phương dần nới lỏng giãn cách, mỗi tỉnh thành kiểm dịch theo một cách khác nhau. Kịch bản phục hồi vận tải trên cả nước sẽ hoạt động như thế nào? Có còn tình trạng thiếu thống nhất giữa các địa phương, mỗi địa phương tự sản sinh ra những quy định riêng hay không? Hầu hết các vụ bạo lực học đường có một điểm chung là học trò đánh nhau đến mức nhập viện rồi nhà trường và gia đình mới biết. Những vụ đánh nhau ngoài nhà trường các thầy cô khó kiểm soát đã đành, nhưng học trò đánh nhau ngay trong khuôn viên trường học dẫn đến chết người thì vấn nạn bạo lực học đường đã đến mức báo động đỏ. Các chuyên gia tâm lý học chỉ ra, mầm thiện được nuôi dưỡng ngay từ trong môi trường gia đình, người lớn là tấm gương của con trẻ. Mọi cá tính của học sinh đều được tôn trọng, yêu thương. Bởi mỗi em đến từ những gia đình khác nhau nên ở học đường suy nghĩ của mỗi học sinh cũng khác nhau. Nếu khéo kết hợp giữa nội quy nhà trường với tình yêu thương, lòng trắc ẩn từ thầy cô giáo, hàn học trò sẽ ngày 1, ngày 2 thay đổi, xung đột tuổi mới lớn sẽ được hạn chế. Thành thử mầm thiện ác bị cái ác xâm lấn, ác hơn thế khi bạn đánh nhau cả hội đứng xem rồi quay clip để tung lên mạng xã hội mà không có ai can ngăn. Có hai cái ác được chỉ ra trong một hành vi quay clip, thứ nhất là người vô cảm với nỗi đau thể xác bạn đang chịu đựng thứ hai quay clip tung lên mạng xã hội để cô vũ cho hành vi bạo lực ấy làm thế nào để ngăn chặn được bạo lực học đường nếu dồn hết trách nhiệm lên giáo viên chủ nhiệm nhà trường e sẽ là quá tải và thực sự không công bằng thế chân kiềng gia đình nhà trường xã hội được đề cập nhiều nhưng sự liên kết lại chưa thực sự khăng khít chưa được bao nhiêu để chặn cái ác ngay từ khi nó manh nha tiềm ẩn rất cần sự thấu hiểu và vào cuộc rốt ráo của những người trẻ ngăn chặn nạn lực bạo lực gia đình học đường cần phải được coi là nhiệm vụ cấp thiết, đừng chỉ là chuyện hội thảo nói suông. Mục điểm báo của đài phát thanh truyền hình bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.